chia sẻ đó Nguyễn. Dạ. Yeah. Nhưng mà Quỳnh nói mấy ông chia sẻ chưa có tới đâu. Quỳnh nói một câu rồi đó Nguyễn. Dạ. Yeah. Quỳnh nói với Nguyễn từ lâu rồi đó. Chưa có đến cái sổ hoặc Phật nói đâu. Y như là Nguyễn nói cái miệng với cái ý Nguyễn đi vô mua quán sau khi Nguyễn là người có đức cao vọng trọng, mua triệu đó. Dạ. Yeah. Đó. Còn Nguyễn mua là bằng cái thân của Nguyễn là Nguyễn sẽ biết ông Phật ông mua như thế nào. Dạ. Yeah. Đó. Thì Phật nói ra khi Nguyễn chưa biết á, Nguyễn nghe rất là hay. Dạ. Yeah. Có nghĩa là nghe đại chúng nói lại cái câu của Phật á, rất là hay. Nhưng mà khi Nguyễn biết rồi ha, Nguyễn nghe là Nguyễn cảm thấy nó cái hồn của cái người nói này không phải như là cái bài hát của tôi nói. Dạ. Đó, ý Nguyễn nói vậy đó Nguyễn. Cái bản nhạc Nguyễn hát hay cỡ nào nhưng mà nó không có cái hồn. Dạ. Thì Nguyễn sẽ biết được cái người này hát hay nè, nhưng mà tôi nghe là không có cái hồn của tôi sáng tác trong đó. Dạ. Đó, ý Nguyễn nói cơ bản vậy thôi, Nguyễn không nói nhiều. Now no more Shampa. The whole area occupied by Nidma. But these people used to be left in Nidma. And they lost their kingdom to Vietnam so many hundred years ago. Before they've been living Hindu, but these people who live in Cambodia, now they are Muslim people. You know, Muslim people easy to recognize. They cover the girls, cover the head, yeah? It's called Champa. When they lost their country to Vietnam, so a lot of Champa people moved to Cambodia, and some moved to Malaysia and Indonesia. Some Champa still live in part of Vietnam, but they speak now. They learn Vietnamese. They speak Vietnamese. Last year, a lot of thôi bây giờ mình trở lại chương trình của mình thì nghe anh hướng dẫn đó có chia sẻ thì bây giờ là đây là cái thời có cái đạo là Hindu quân đồng sĩ là từ thời là đạo giáo Hindu thì đã có cái con người như vậy rồi là ở đất nước Campuchia nhưng mà họ nói là long e có nghĩa là tai dài rồi có những cái thân mắng rồi này kia nó quỳnh là người ta đội ở trên giống như cái nón vậy đó rồi sau đó thì quỳnh cũng biết cái thời Champa của đất nước Việt Nam thì bắt nguồn từ đất nước Campuchia thì rất là nhiều năm về trước thì cái người ở Campuchia đó thì chuyển ra từ thời Pol Pot thôi quỳnh. Yeah. Thời Khmer. Mà có thể là trước đó nữa là đã chuyển qua bên Việt Nam là bây giờ là ta học tiếng Việt Nam nhưng mà cái gốc thật sự là cái gốc của Campuchia nó là nên là bây giờ là thật sự cái nền văn hóa Champa là cái nền văn hóa không phải là của Việt Nam mà là của Campuchia cũ đó, mình bắt nguồn từ cái nền văn hóa như vậy thì ảnh cũng có chia sẻ đôi lời như vậy đó quân đồng sĩ. Thì vậy nè Nguyễn. Nam Mô A Di Champa Như Lai. Thì về Phật Pháp trong ba đời và ba thời để bước chân ra khỏi cái sự rút ráo chứ không phải là bước chân đi vào nha Nguyễn. Có nghĩa là bước chân đi ra cái chỗ giải thoát. Thì trong ba thời chánh Pháp, tượng Pháp và mặt Pháp tương ưng với bốn đại bốn lồi và bốn châu của chúng sanh nơi đó hội về. Đạo vận hành của Như Lai tự tại Thế Vương trong thế gian phải có đầy đủ phương tiện và tất cả những cái nhân duyên để cho bốn châu của chúng sanh bốn đại nơi đó mà được cái sự cảm thọ, được cái sự tương ưng cũng như là về cái phần nhận thức về tâm thức. Đây là Huynh dùng cái ngôn từ bình thường của Huynh để mình chia sẻ về vấn đề Phật Pháp, cuộc sống trong đời và đạo. Còn nói về đạo rồi là không có dùng âm thanh hay là không có dùng cái
từ ngữ viết ra nha mày. Dạ. Ý mình nói về bằng dòng chánh pháp đó mày, về cái chỗ tỉnh thức hoàn toàn là về một cái sự sống bình thường đó mày. Dạ. Nơi nào cũng có sự cảm thọ về tâm linh hết. Ở trong bốn châu, trong bốn loài này, ở trong bốn tướng này của chúng sanh là cái sự sắc thọ tưởng hành thức, mình nói gom lại là sự cảm thọ là dễ nhất. Dạ. Đều có một cái phần tâm linh như nhau. Cái sự mà cảm ứng về tâm linh như nhau thôi. Còn về bản thân là không thể nghĩ bàn ở trong cấu tạo vật chất của thế gian. Dạ. Ý mình nói vậy ha. Giống như cây, người và đá, đất, cát. Tuy rằng cái hình thể và cái vật chất biến đổi qua lại với nhau nó không giống như nhau. Dạ. Không tương đồng với nhau như là máu trắng, máu đỏ đâu hả? Dạ. Nhưng mà đây là một trong những cái da thịt của người ta. Ý mình nói vậy đó. Dạ. Đây là một những cái da thịt của người ta, là một cái thân của người ta, thân của chúng sanh đó mày. Dạ. Thân của đại chúng đó, thân của bốn đại, bốn loài đó. Đó. Chứ không phải đây là ý mình nói là cái chết, cái vô tri đó mày. Dạ. Ý mình nói vậy, đây không phải là cái vô tri, không phải là cái vô giác. Đây cũng là một cái như da thịt của mình. Cũng có một sự cảm thọ. Ý mình nói hiện bây giờ cái này là đang sống đó mày. Ý mình nói vậy đó. Dạ. Đang sống cũng như đang hoạt động bình thường, nhưng mà những cái nhúc nhích của người ta là không phải nhúc nhích như mình thôi. Yeah. Ý mình nói vậy đó. Giống như mình nói địa mẫu vận hành, nhưng mà mình đứng trên địa mẫu. Yeah. Ý mình nói vậy. Đó là mình với địa mẫu dính nhau. Là nguyên cái đền này là một cái thể xác, nhưng mà cái dòng năng lượng chuyển ở trong đó là nó hơi khác hơn mình chút xíu thôi, chứ nó cũng là một sự sống đúng không mình? Nguyễn Hề nghĩ cái đó là nó cũng chưa tới nữa. Dạ. Ý mình nói đây là nguyên một cái Phật tích này. Dạ. Một cái pháp tích này là người ta đang nhúc nhích, ta đang ăn uống á, ý mình nói vậy đó. Dạ. Người ta đang ăn uống, đang tiểu tiện, đang sinh hoạt, đang sống, gọi là đang hòa hợp vào hợp. Dạ. Với nhau, nơi bản thân người ta với nơi tứ đại luôn. Dạ. Nhưng mà hiện giờ giống như mình nói với Nguyễn đứng trên đây, Nguyễn thấy cái này nó không có nhúc nhích. Thật ra cái này khi ra ngoài mình thấy cái này nó nhúc nhích. Dạ. Ý mình nói cái này nó đang nhúc nhích, nhưng mà mình đang ở đây mình không thấy nó nhúc nhích. Ý mình nói vậy đó, là nhúc nhích về cái mặt hoạt động này, cụ tải, cụ cỏ, cụ chân đúng không ạ? Dạ. Còn cái phần tâm thức thì mình không nói, như tâm linh mình nói tâm linh đều là một. Dạ. Nhưng mà về cái phần ông này là mấy ông này đang sống, đang nhúc nhích với nhau. Ý mình nói vậy đúng không ạ? Dạ. Đang sống, đang nhúc nhích với nhau luôn, cho nên mới có cái sự hoạt động vận chuyển tới giờ đó không ạ? Dạ. Đó về mặt cái mặt thật sự mà mình nói về Phật pháp là như vậy đó không ạ? Thì bởi vậy là Nguyễn cùng với đồng sĩ thấy được bên đồng sĩ dùng cái Phật tích một cái từ rất là hay với vậy. Yeah. Tại sao là mình nghĩ đó là một nét văn hóa cổ hay là một cái gì đó là truyền tải từ ông bà xưa, nhưng mà mình đồng sĩ dùng từ Phật tích, tại sao mình lại chọn cái từ Phật tích để chia sẻ đến tất cả quý vị? Là những cái di tích của Phật pháp trong ba đời. Dạ. Yeah. Có nghĩa là cái đời này là tượng trưng cho cái đời tượng pháp, là Nguyễn nhìn vào người ta không dùng ngôn ngữ. Dạ. Yeah. Người ta vẫn diễn đạt Phật pháp tâm linh được, thì ta dùng cái tượng hình, tượng tướng đó Nguyễn. Yeah. Thì cái thời đó là vậy đó, thời đó là Phật pháp là vậy đó. Còn cái thời này thì chuyển đến thời Phật pháp thì mình đưa ra hình ảnh sống động, đưa ra câu chữ của ngôn ngữ ở trong năm châu và bốn bể, người ta phiên dịch ra. Yeah. Cái thời mạt pháp nó vậy để nó diễn đạt vô. Cho nên Phật nói mỗi một thời thì cái phần cảm ứng tâm linh á là nó cứ đi theo cái dòng như vậy đó, ở trong cái tứ đại và trong cái ngũ uẩn. Yeah. Và cũng như căn với trần. Nhưng mà Nguyễn để hiểu rõ về Phật pháp, để gần hơn về thiên nhiên, Nguyễn xem cái sự sống của tất cả thiên nhiên đều như thân Nguyễn thì Nguyễn sẽ hiểu thôi. Yeah. Có nghĩa là Nguyễn thấy cái này, có nghĩa là nói Nguyễn tư duy á, Nguyễn thấy cái này ổng không có cử động, Nguyễn nói đây là chết, người ta nói đây là chết, đây là không có sự sống, thì Nguyễn cứ đi ngược lại cái đó là Nguyễn tư duy. Dạ. Ý mình nói Nguyễn để ra cái chỗ của thân tâm tứ đại, Nguyễn nói là nếu vậy tất cả đều là đang sống, đang là vận hành. Dạ. Thì Nguyễn phải tư duy cái này sống vận hành sao, về mặt tâm thức, về mặt nguyên lý ở trong và ngoài nó như nhau vậy đó Nguyễn. Dạ. Đó thì giống như cái lỗ tai của Nguyễn, cái lỗ mũi của Nguyễn y như vậy đó. Mắt đồ tất cả ổng là đứng yên đó. Ý mình nói những cái này ổng cũng là đứng yên, nhưng bản thân ổng là ổng có cái sự hoạt động của ổng riêng. Yeah. Cái cõi nước và cái thế giới của ổng. Yeah. Cái lỗ mũi cũng là một cái cõi nước và thế giới của cái cơ thể mình đó Nguyễn. Yeah. Cũng như cơ thể mình là tam thiên đại thiên, thì mỗi một ông đại diện trên đây là một thế và một cõi riêng. Yeah. Để nương vào nơi thân, thì cái chỗ hồi nãy Nguyễn hỏi đó, Nguyễn nói là trong 10 như một, trong một là như 10 đó. Mặt trước và mặt sau, mặt trên và mặt dưới, mặt trái, mặt phải đi một cái đường ở trong bốn phương tám hướng như vậy. Yeah. Cộng lại với hai phương trên dưới là 10.
đó là chung như nhau. Cho nên Quỳnh nói những cái trên cơ bản này là thân của mình có đủ hết. Giống như những cái màu da mà hồi nãy Nguyễn có chia sẻ với Quỳnh với đồng đạo đó, là chúng sanh chuyển từ bước thứ nhất lên đến bước thứ bảy đó Nguyễn. Yeah. Hiện bây giờ chúng sanh là bước thứ ba chuẩn bị xong rồi, là đến bước thứ tư là vô đời thánh đức đó. Yeah. Là cũng như người dân châu Phi mà người ta sau khi hết cái nhân duyên đó là như chúng sanh xong. Yeah. Là chuẩn bị vô cái đời trần đều. Đó là chuyển qua đến cái mặt tâm thức hoàn toàn ở trong cái đời thánh, thì sau này trở lại cái thời là tượng như vậy, không có dùng ngôn ngữ như bây giờ nữa. Yeah. Ý mình nói vậy, tới cái thời đó người ta không có dùng ngôn ngữ rậm rạc, không có dùng tiền bạc vật chất rậm rạc, phải không? Yeah. Đó, nhưng mà người ta vẫn hiểu, ta nhìn thấy rõ trước mắt hết Nguyễn, hiểu thấu hết tất cả những sự trước mắt, và làm cái gì cũng không cần đặt để ở trong cái quy trình hết, tự động cái phần tâm ứng tương thông tâm linh trong ba đời rồi, vậy là làm ở trong cái đời thánh. Thì Phật Tổ Phật Thầy có nói là cái đền vàng địa ngọc ở nơi mà Thất Sơn đó Nguyễn. Yeah. Đó. Nhưng mà Quỳnh nói những nơi anh em mình đồng đạo mình đi qua sau này đều liên quan đến trong đời trần đều hết Nguyễn. Yeah. Cái thời này là cái thời tượng Pháp, Phật tích này là thời tượng Pháp, nhưng mà đại diện cho cái thời mạt Pháp của bên dòng Bủ Sơn Kỳ Hương đã gieo duyên với đại chúng. Cho nên Quỳnh nói với đệ mình, với đồng đạo mình đi trong cái chuyến đi hồi đầu năm cho đến bây giờ là những cái chuyến đi hoàn toàn về mặt tâm linh. Yeah. Về mặt tâm thức hết, chứ không phải bản thân Quỳnh không biết. Nhưng mà Quỳnh cảm nhận trước khi đi những chuyến này thì cần phải có những cái chuyến mà mình làm thiện nguyện. Thì cái cô Sư Nguyễn đó là đúng cái Sư Nguyễn nó phát cái tâm đại từ đại bi cho anh em mình làm được cái nhân viên mà thọ ký đó đó. Rồi thọ ký ở trong cái pháp thế gian đó, Như Lai gì đại chúng mà dùng mọi phương tiện đó Nguyễn. Để cho chúng sanh không có sự nghi hoặc đối với Như Lai đó, như vậy đó ha. Chứ như mà Nguyễn nói, người thường mà mình nói mình thọ ký là không có được trong đời này. Mình dẫn dụ phương tiện thì được. Nương vào pháp của Phật mà Nguyễn dẫn dụ phương tiện thì đều được hết, đều thuận với đời với đạo hết. Đi đâu cũng thuận hợp, thuận hòa hết. Thì tâm linh mới cảm ứng nói với Quỳnh rằng ông làm được ba chuyện như vậy là ông mới đi về lễ Đắc Phật được. Là công đức như đó ông mới đủ để mà đi về Đắc Phật, để ông trình, ông dân, ông nguyện gì đó nơi cái phần của đại chúng, như nơi phần của bản thân ông, cũng như nơi tất cả những cái cõi nước tới đây được cái nhân duyên như thế nào ở trong mười phương. Chúng phải riêng một mình ông gì hết á. Về mặt tâm linh mà Quỳnh cảm ứng nói vậy đó Nguyễn. Đó, thì sau khi ở Việt Nam mình làm một chuyến, và ở nước Cam với Tây Ninh mình làm hai chuyến, là đủ ba Phật sự. Nơi Phật Pháp Tăng, nơi ba ngôi tam bảo quý, để mà mình được tất cả những nhân duyên lành thọ ký cho chúng sanh. Và đem hết cái đó về Quỳnh trao, Quỳnh gửi cho nơi Phật bổn. Nghĩa là ông đã nói rồi mà, trong đời sau đó, ông làm được một phần, hai phần, và một phần cuối cùng giao cho ông Địa Tạng. Ông nói rồi, giao cho Ngài để mà quần quá độ hết chúng sanh, đưa tới bước chân của ông Di Lạc để thọ ký tất cả đều thành Phật. Và Quỳnh nói với Nguyễn như hồi nãy về cái phần Phật tích đó, trở lại ngay chỗ cái phần mà vật chất của thế gian. Khi phước báo nó đủ đến cái phần duyên của nó thì tự động nó sẽ cảm ứng về mặt tâm linh. Cái này là vấn đề tự nhiên, không gượng ép được. Đó, nó tương ứng về cái bản thân của nó đó Nguyễn. Ý nó cả thân mình cũng là một cái phước báo mà Phật đã từng nói, mà mình phải hiểu rõ hơn là phước báo như thế nào nơi thân của mình. Có nghĩa là thân của mình Nguyễn mà đủ mạnh khỏe về căn với trần, nó chan hòa, nó bằng như nhau, phước báo căn với trần nó cân bằng như nhau, không còn đối đãi, thì tự động cái thân Nguyễn nó hòa về cái phần tâm thức, là nó sẽ cảm thọ và cảm ứng được tâm linh ở trong và ngoài nó, cũng như đến với mười phương Nguyễn. Đó, đó là diệu dụng đó Nguyễn. Cũng như khi cái phần vật chất nó đủ tới đó, tự nó chuyển hóa về mặt tâm linh. Nó hoàn thiện chung về cái phần hồn và phần xác. Giống như địa mẫu ở đây nó cũng vậy. Địa mẫu tới đây đủ cái nhân duyên như vậy thì địa mẫu sẽ thai xác đổi hồn đó mày. Đó, ý mình nói vậy đó. Mình lấy cái thân nhỏ của mình để mình tương ưng, mình quán là mình sẽ biết đó. Nhưng mà tu là Nguyễn muốn quán được thì Nguyễn phải có, Nguyễn mới quán được, chứ không phải là tự nhiên Nguyễn nghe Nguyễn quán không có được đâu. Ý mình nói là Nguyễn phải làm có đúng như vậy, được thật sự như vậy, chính xác như vậy, đúng như vậy, thì những cái đó là Phật gọi là tỉnh thức như vậy, phải không? Thì nó trở lại một cái cuộc sống như một cái cây nó đứng ở giữa trời như vậy đó. Đó, Nguyễn lại ngay cái cây đứng giữa trời, xanh tươi tốt, sao là Nguyễn lại đó, là Nguyễn coi là Nguyễn hiểu hết trơn à. Nguyễn nghiên cứu từ dưới gốc, cành nhánh, đợt, hoa lá, là Nguyễn đứng nó đi, Nguyễn tư duy, Nguyễn nghiên cứu, Nguyễn đặt cái thân Nguyễn, Nguyễn hỏi, Nguyễn trả lời, Nguyễn hỏi, Nguyễn trả lời, là chị Nguyễn sẽ hiểu ra được đạo. Nguyễn sẽ hiểu ra được tất cả luôn. Đó, Phật gọi cái đó đó, đó là như vậy đó, là cái phần tỉnh thức nó là như vậy đó Nguyễn. Biết nó là như vậy, hiểu nó là như vậy, mới làm được như vậy. Còn khi Nguyễn
nghe nói Nguyễn đi phớt phớt qua, Nguyễn không có thấm được cái là như vậy là như thế nào đâu Nguyễn. Dạ. Đó. Cho nên đạo Phật là nói về đạo Phật là Nguyễn nói rồi, không phải là một tôn giáo. Mà nó trở lại một cái sự sống bình thường của Như Lai. Trong ba đời cũng không còn ba đời luôn, là ngay chỗ lúc nào cũng là tự tại, tự tại, tự tại. Lúc nào cũng là hiện tại, hiện tại, hiện tại hết. Dạ. Thấy không? Nghĩ bàn ha, không nghĩ bàn cũng là Như Lai luôn. Cũng là phương tiện luôn. Ý mình nói vậy đó Nguyễn. Ừ. Cho nên mà Huynh nói đây gần gũi hơn để cho Nguyễn dễ tưởng tượng, dễ tư duy về cái phần tâm linh và tâm thức. Yeah. Hiểu tâm linh và hiểu tâm thức là hiểu tự nhiên, hiểu thiên nhiên. Thì Nguyễn sống y như tự nhiên, y như thiên nhiên là Nguyễn sẽ tự hiểu à. Có nghĩa là nơi bốn đại đất nước gió lửa gồm có bốn loài nơi đó. Yeah. Nguyễn sống như bốn loài ở trong bốn đại là tự nhiên Nguyễn sẽ có sự cảm thọ tự ngưng về mặt tâm thức. Đó như đại diện như một cây, phải không? Rồi đại diện như một nấm, đại diện như một người và đại diện như là một động vật. Đó, Nguyễn sống tương ưng mà Phật gọi đây là gì Nguyễn? Đây là chúng sanh. Đó, như cái câu nói mình nói trước ha. Người tu phải biết cái gì thành Phật. Là cái chúng sanh là mới thành Phật. Nữa. Trong bốn loài này nè là có bốn chúng sanh, phải không? Có bốn chúng sanh mà một chúng sanh là cái gì? Chúng là tập hợp. Sanh là đẻ. Không? Có nghĩa là tập hợp là cái lớn này nè, là cái tổng trì á Nguyễn. Một chúng là một tổng trì. Dạ. Có nghĩa là chúng sanh của cây là cái ông này là vua của cái loài cây. Dạ. Nguyễn hiểu không? Có nghĩa là cha mẹ của loài cây. Mình gọi thiên nhiên là gọi là cha mẹ của loài cây. Còn dạ. Gọi về con người quản lý thì gọi là vua của loài cây. Gọi là chúng sanh cây. Đó, Huynh đại diện Huynh nói cái ông cây là vậy Nguyễn. Một ông trong quần thể cây ở trên địa mẫu sẽ có một vua của một cây trên địa mẫu và trên mỗi một nước, mỗi quốc gia cũng có như vậy luôn. Trong một chúng sanh lớn chia là bốn chúng sanh nhỏ thân cận để phụng trì. Yeah. Đó giống như đại diện ở trong tứ thánh với ông Phật vậy đó Nguyễn. Yeah. Đó giống vậy đó, nhưng mà mình nói chung cái tổng trì thôi. Cái người mà thành Phật trong bốn chúng sanh đó là cái ông đại diện cho chúng sanh trong bốn chúng sanh quản lý kia. Yeah. Đó hiểu không? Còn về cái ông Phật toàn thế, toàn năng á, toàn giác là ông chúng sanh người. Trong ba chúng sanh còn lại, có nghĩa là trong chúng sanh cây, trong chúng sanh động vật và trong chúng sanh cái nồi nõn sanh. Ha. Thì trong đó chúng sanh người là một cái ông này là cha mẹ của những người trong chúng sanh. Con người nghe mình nói vậy ha. Cho nên trước tiên Nguyễn muốn làm chúng sanh là Nguyễn phải đẻ ra được chúng sanh. Đó là cơ bản để Nguyễn mới được thành thánh là thành Phật. Có nghĩa là ý Nguyễn nói đây Nguyễn phải được làm cha làm mẹ thiệt. Còn khi Nguyễn chưa có con, chưa có cháu thì Nguyễn bảo đảm mấy ông này luôn, không bao giờ ông thành Phật trong đời này. Trong ba đời tương ưng luôn, tại vì ông chưa có được cái chúng sanh. Ông được cái chúng sanh rồi ông lìa cái chúng sanh nữa, ông mới được là thành Phật toàn giác toàn năng. Đó cái chuyện nó gần gũi vậy đó Nguyễn. Cho nên Nguyễn tu mà Nguyễn còn xa mấy cái chuyện gần gũi là Nguyễn tưởng đâu cái gì nó thành Phật không à. Nguyễn không thấy được cái gì nó thành Phật đâu Nguyễn. Dạ. Cái thành Phật nó là như vậy đó. Đó có nghĩa là bây giờ Nguyễn phải là chúng sanh trong ba đời phải không? Nghĩa là Nguyễn nuôi, Nguyễn bảo bọc, Nguyễn bảo dưỡng, chăm lo cho chúng sanh trong ba đời. Rồi phước báo của Nguyễn ba đời như vậy đó là tự động Nguyễn sẽ được làm vua của người. Là vua của chúng sanh người là làm vua của chúng sanh trong ba loài còn lại luôn. Dạ. Thì cái ông đó đó là ông thành Phật tới tiếp theo đời này nè. Đó mình nói vậy đó là cái ông đó mới là thành Phật tiếp theo chứ không phải nói cái ông nào tu hết trơn á. Mà hồi xưa bản thân ông Phật bổn đã có đi qua rồi. Hồi cái thời ổng làm con nai, con hưu, con sư tử đồ đó, làm cái loài cây ổng cũng làm vua của các loài đó luôn. Yeah. À, cho nên ở trong mà những đó mình gọi là Phật tích đó Nguyễn. Đó. Có nghĩa là những cái câu chuyện mà hoặc thế gian mình gọi là câu chuyện cổ tích đó Nguyễn. Về Phật pháp đó, hoặc là di tích về Phật pháp đó Nguyễn. Thì Huynh gom lại giống như đây cũng vậy à. Di tích mà Huynh mượn hai từ Huynh gắn vô Phật thì mình gọi là Phật tích. Yeah. Hoặc là cái gì Huynh gắn Phật vô Huynh cũng gọi là được hết trơn á. Yeah. Ý Huynh nói là Huynh không có phân biệt nha. Thế gian ma Phật đó thì Huynh gắn vô ví dụ đây là ma tích, đây Phật tích. Cũng như cái câu niệm mà Huynh niệm với bản thân Huynh á. Thì ông Phật khuyên là Nam Mô A Di Đà Phật. Huynh có thường niệm Nam Mô A Di Đà Ma luôn. Yeah. Huynh nói nếu như bây giờ một bước chân trái Huynh niệm Nam Mô A Di Đà Ma,
bước chân phải huynh niệm Nam Mô Di Đà Phật coi sao, coi thân tâm huynh nó phản ứng thế nào giữa Phật ma nơi nó. Cái chuyện này cũng nói trên đời chưa có ai niệm hết trơn á. Nam Mô Di Đà Phật người ta niệm, với Nam Mô Di Đà Ma người ta chưa có ai niệm hết trơn. Trong tâm huynh nó cảm ứng nó nói vậy đó Nguyễn. Đó, huynh niệm Nam Mô Di Đà Ma. Rồi huynh trở lại ha. Thì trong bốn chúng sanh đó là tiền thân của Phật Bổn Thích Ca đều đã đi qua hết trong ba đời luôn. Trong cái đời làm cây, ổng cũng làm vua của loài cây. Trong cái đời mà làm động vật, ổng cũng là vua của một loài động vật. Và trong cái đời làm người, ổng cũng làm vua của một đời làm người. Đó, nó vậy đó Nguyễn. Hồi thở ổng còn làm vua của loài Nai Hu đó. Rồi vua của con người á, là vua chúa đó, đi săn bắn đó. Dòng tộc của ổng đó, là ổng mới tập hợp những dòng tộc của ổng hồi thời Nai Hu đó. Ổng mới đưa ra cái yên sách để ổng đến, ổng nói chuyện với ông vua của con người đàng hoàng luôn. Để ổng bảo bọc cho cái dòng tộc Hu của ổng. Có nghĩa là Nguyễn thấy những người làm công chuyện đó là những người làm vua của những cái cõi đó. Thì gọi là chúng sanh của cái cõi đó. Chúng sanh của cái loài đó mới làm được những chuyện đó. Còn những nhỏ nhỏ con cháu của chúng sanh thì rất là tham sống và sợ chết. Tương ưng thôi, thân Phật và thân con của Phật cũng tương ưng vậy đó. Cái sự này tự nhiên để nó tiến hóa nó đi lên thôi, chứ không có nói cái chuyện lớn nhỏ ở đây. Cho nên thời gian rảnh là huynh thường xuyên là nghe và để tìm hiểu về những câu chuyện về Phật pháp không Nguyễn. Mà chủ yếu của huynh á, huynh nói với Nguyễn, huynh nghe là huynh nghe về cái nhân không á Nguyễn. Huynh rất là ít nghe về cái quả. Có nghĩa là huynh tư duy á, huynh nói cho Nguyễn nghe cái nhân là gì, là cái chúng sanh đó Nguyễn, là một trong những cái nhân. Phật là cái quả rồi, còn cái nhân để thành Phật là cái chúng sanh, là cái nhân này. Là huynh nghe, là huynh hiểu về cái nhân đó, huynh quán là quán tất cả về ngay cái nhân là trong cuộc sống hiện bây giờ đó. Đó, ý huynh nói vậy đó, những cái nhân là những cái mà để thành ra cái quả, chứ cái quả nó không có thành cái quả. Đó, ý huynh nói vậy ha. Cho nên bản thân huynh tư duy huynh đặt ra và huynh quán, rồi huynh tiếp tục tư duy ở trong cái tứ đại và bốn lầu. Là như hồi nãy mình đứng ngay chỗ cái hồ nước mình rửa tay vậy đó mà. Nước bên trong và nước bên ngoài nó phải cân bằng với nhau. Rửa ở trong, rửa ở ngoài nó mới sạch sẽ hết các thứ. Phải không? Như hôm qua huynh nói với Nguyễn, cái nước tiểu của mình là nước đi ra. Nó mặn đó. Uống nước ngọt mà tự nhiên nó ra nó mặn. Đó, Nguyễn thấy không? Nước thì ai cũng muốn uống cho vô ngọt, mà tự động nó đi ra lại nó mặn. Lạ đời không Nguyễn? Nó ngộ lắm. Mà tại sao cái nước mặn hơi nước biển nó cũng bốc lên trên trời, mà lên tới trên kia thì mưa xuống toàn là ngọt không? Không có mưa mặn. Mà ở trên bốc lên lại có mặn. Vậy cái mặn này ổng đi đâu? Đó, cái mặn này ổng đi đâu mình phải hiểu cho rõ cái vấn đề này. Chứ không phải bình thường đâu Nguyễn. Có nghĩa là cái mặn này là ổng không có đi lên cao được. Ổng đi lên đến một cái tầng đối lưu của ổng thôi, là tứ đại giữ ổng lại ở đó để hấp thu trở lại ở trong ngũ hành. Đó có nghĩa là cỏ cây hoa lá và con người hấp thu ảnh trở lại nơi mặt đất để nuôi dưỡng cái tố chất trong thân tâm. Không có cái mặn đó là rã rời xương cốt đó. Những cái mà địa mẫu nơi đây mà không có cái mặn nó cũng bủng rời hết rồi. Phải có cái mặn màu vậy mới được. Cho nên mặn là của địa, là của mẫu đó Nguyễn. Cái mặn là của mẫu đó, còn của cha là của máu mủ trên kia đó. Rồi bây giờ Nguyễn hỏi cái Vinh cái gì nữa đi, mình nói tiếp cho. Thì thôi bây giờ mình đi lại ra cái có cái gì nữa thôi, thì Nguyễn sẽ hỏi thêm Vinh sĩ. Có một cái đợt này Vinh đường sĩ chia sẻ cũng nhiều về tâm thức quá rồi. Theo Vinh đường sĩ nghĩ là tỉnh thức, nếu mà mình hay nói là Phật thì Như Lai, nếu mình sống tỉnh thức thì có phải là Phật thì gọi là Như Lai chưa Vinh đường sĩ? Rồi mình đi ra đây luôn, Vinh Toàn với cháu ở đây luôn. Rồi bây giờ vậy, con người còn vô minh mới gọi là tỉnh thức nha Nguyễn. Cỏ cây hoa lá không gọi là tỉnh thức nha Nguyễn. Đó, huynh nói với Nguyễn vậy ha. Chỉ có con người mới gọi là tỉnh thức thôi, còn các loài lại không gọi là tỉnh thức. Nhưng mà không gọi là vô minh luôn. Đó, huynh nói với Nguyễn vậy đó. Tại vì căn với trần con người hiện đủ ra 6 món phân biệt với nhau đó, thì Phật mới gọi là vô minh. Chứ bản thân cái này là không có vô minh. Bản thân của vô minh nó không có tồn tại trong cái vô minh. Thấy không? Có nghĩa là cái vô minh nó không có đó Nguyễn. Mà đây là cái sự cảm thọ chiêu cảm ra, phải không?
Cho nên nương vào Phật pháp, nương trong ba đời, Nguyễn Huy biết trong kinh Phật nói rất rõ rồi, những cái cõi mà A Tỳ địa ngục là do mấy ông chiêu cảm mà ra đó. Dạ. Nguyễn thấy không? Bản thân nó không có đó. Do mấy ông chiêu cảm mà ra không đó Nguyễn. Dạ. Đó, cho nên Huynh nói cái sự tỉnh thức ở đây là Phật đã nói mấy ông quán, thứ nhất là quán trong hơi thở vào, hơi thở ra, như là ông Năm và các đồng đạo mình có chia sẻ đó Nguyễn. Dạ. Yeah. Nhưng mà Huynh nói mấy ông chia sẻ chưa có tới đâu. Huynh nói một câu rồi đó Nguyễn. Dạ. Yeah. Huynh nói với Nguyễn từ lâu rồi đó, chưa có đến cái chỗ Phật Phật nói đâu. Y như là Nguyễn nói cái miệng với cái ý, Nguyễn đi vô mua quán sau khi Nguyễn là người có đức cao vọng trọng, mua triệu đó. Dạ. Yeah. Đó. Còn Nguyễn mua là bằng cái thân của Nguyễn là Nguyễn sẽ biết ông Phật ông mua như thế nào. Dạ. Yeah. Đó. Thì Phật nói ra khi Nguyễn chưa biết á, Nguyễn nghe rất là hay. Dạ. Có nghĩa là nghe đại chúng nói lại cái câu của Phật á, rất là hay. Nhưng mà khi Nguyễn biết rồi ha, Nguyễn nghe là Nguyễn cảm thấy nó cái hồn của cái người nói này không phải như là cái bài hát của tôi nói. Dạ. Đó, ý tôi nói vậy đó Nguyễn. Cái bản nhạc Nguyễn hát hay cỡ nào nhưng mà nó không có cái hồn. Dạ. Thì Nguyễn sẽ biết được cái người này hát hay nè, nhưng mà tôi nghe là không có cái hồn của tôi sáng tác trong đó. Dạ. Đó, ý mình nói cơ bản vậy thôi, mình không nói nhiều. Mình đi nói cái trọng yếu như vậy đó, chừng nào mấy ông tới cái hồn đó tự mấy ông biết à. À, còn mình nói về cái phần mà quán trong cái hơi thở vào hơi thở ra như cái clip trước mình có nói đó, là về mặt cơ bản lúc đầu. Yeah. Của một thân ông Phật, và sau đó có đạo tràng rồi thì Phật mới là gắn thêm với quán trong đi đứng nằm ngồi. Yeah. Cái chỗ này Nguyễn đứng thấy được không? Dạ. Yeah. À, mình quay cái góc này không? Dạ. Yeah, được. Còn mấy mà mình đứng qua đây đúng rồi ha. Thôi cho quý khán giả mình chìm ngưỡng cái Duyên chút cũng có Phật tích nằm ở đó nữa không Nguyễn? Dạ, Duyên mình lên đó Nguyễn. Làm những cái nhân duyên mình phải cắn vô đó vậy đó. Cãi, cãi, cãi em. Bây giờ mình đi tới chỗ ngày Phật Năm. Ngày Phật tích nằm nè Nguyễn. Giờ theo Nguyễn nghĩ mình nên đắp y cho Phật là cái khúc nào Nguyễn? Dạ em nghĩ là từ giống như cái khăn này là mình làm cái y nè. Dạ. Mình mượn cái khăn này làm y, giờ mình phát y cúng dường Phật á, là mình phát cái khúc nào ta? Em nghĩ là từ đây trở xuống nè Quỳnh. Nếu mình phát xéo là tại cái y của Phật là đã xéo rồi. Thì nếu mình đắp xéo thì vậy là như ý Nguyễn nói là mình phát khúc này ha. Dạ. Xéo sao Nguyễn? Phát phủ một vai chừa một lộ vai phải phải không? Dạ. Lộ vai phải là vai ổng nằm dưới đây nè. Đó. Vậy được rồi ha. Không. Đúng rồi, lộ vai phải là vai phải bên đây nè, còn này vai trái nè. Bây giờ sư huynh sĩ sẽ dùng một gì của mình để mà tạo cái nhân duyên đắp y cho một vị Phật. Đây là Phật tích nằm. Dạ. Phật tích niết bàn nằm thì không phải nằm là niết bàn nha Nguyễn. Dạ. Còn cái ông khăn y này thì cái ông khăn y này thì bên nước bạn Cam tặng cho được 10 cái. Dạ. Rồi giờ Nguyễn với ông Toàn rồi cũng góp ý với huynh là mình nên phát y cho Phật là phát ở khúc này để lộ cái vai phải ra. Dạ. Giống như cái Phật tích bên Ấn Độ, nhưng mà mấy ông cũng không biết tại sao phải phát như vậy nữa. Nghe Phật nói thôi chứ mấy ông cũng không biết sao phải phát như vậy đó. Dạ. Như nãy giờ huynh nói đó. Dạ. Nhưng mà từ từ đi ha, giờ tạm thời mình nói mình nhận cái không biết đó thiệt đi. Dạ. Chứ sao mấy ông biết được? Đúng rồi. Mấy ông đâu có nằm như vậy đâu mấy ông biết. Thấy không? Dạ. Mấy ông ngồi ở ngoài không mà mấy ông đâu có nằm vậy để phát cái đâu, mấy ông biết tại sao mấy ông kia ông phát cho mình khúc này mà không phát khúc trên khúc dưới đâu. Dạ. Dạ. Nhưng mà mấy ông sẽ biết sau này mà ví dụ như mình phát đây cho Phật thì sau này là cái nhân duyên không phải là nhỏ. Dạ. Có nghĩa là đụng tới cái gì của Phật là đều là Phật hết. Nhưng mà quán trong cái dòng nhân quả là sau này mấy ông sẽ được đại chúng phát y, chứ không phải sau này là ông Phật phát y lại cho các ông vậy đó. Nó vậy đó. Rồi Huynh trở lại cái chỗ Huynh nói như hồi nãy vậy nè Nguyễn. Là như Phật nói là Phật đã tìm ra hết tất cả cho chúng sanh rồi nha Nguyễn. Dạ. Đó, Huynh nói như Nguyễn một câu là hiện bây giờ trong đời này căn với trần từ lúc mà Phật Bổn Thích Ca là Cồ Đàm Thái Tử Tất Đạt Đa đã xuất thế
Ngài cầu Bồ Đề 49 ngày là không còn thiếu sót gì cho chúng sanh nha. Ý mình nói đây là bốn đại bốn chúng và bốn loài, bây giờ mấy ông ăn cái đó là cho đến đời ông Di Lạc không hết luôn. Dạ. Mình nói một câu vậy đó. Ha. Chứ đừng mong mà tìm cái bỏ nha mày. Dạ. Ý mình nói vậy ha, có nghĩa là những pháp duyên phương tiện trong bốn đại bốn loài và tam thiên đại thiên luôn. Hội tụ về nơi ta bà thế giới và của địa mẫu mình. Cũng như hôm nay mình được về nơi đất bạc, bạn nơi đây là Phật Tích nè ha. Rồi huynh nương vào chánh pháp của mười phương Như Lai và mình nói nè. Là cái công trình đó Phật đã khai quật, khám phá, đã môi móc ra hết, phải không? Đưa ra ánh sáng hết là đầy đủ, không thiếu một cái gì hết. Mình phải hiểu ha. Là người ta nói những cái khổ đau đó là đã thấy rõ hết trước mắt rồi. Không cần phải đi khổ hạnh đầu đà hay ăn chay ăn giới ăn gì mới thấy cái sự khổ đau đó. Mình phải biết ha. Những cái đó là nó không có khó khăn gì cho mấy ông, để mấy ông phải cực cái công và tốn thời gian như vậy để tìm hiểu một cái sự như vậy đâu. Phật đã tìm hiểu rồi. Mà quan trọng bây giờ mấy ông làm cái đó lại cho nó thành cái sung sướng, thành cái hạnh phúc thiệt. Chứ không phải là mấy ông đi vô đó để mấy ông nói cái này là khổ, cái kia khổ, mấy ông phân biệt hoài. Hiểu nha mày? Dạ. Hiểu, nói bây giờ nhiệm vụ của người tu á là ở trong cái chỗ đó mà làm cho nó thành cái hạnh phúc thật sự. Làm cho cái sự trang hòa thật sự, cân bằng thật sự. Chứ không phải là thành cái người tu là thành cái sự tránh né, trốn tránh sự thật hả Nguyễn? Bỏ bê sự thật ha. Nguyễn phải hiểu ha. Và Quỳnh nói với Nguyễn như Lai, như hôm qua Quỳnh nói đó. Một nhân á, là cho ra một quả thôi. Như Lai không dùng hai nhân cho một đời Phật. Yeah. Nhớ ha. Có nghĩa là cái đời mà của ông Phật Bổn Thích Ca mà bưng bình bát khách thực đó, dùng được một lần trong đó thôi. Trong cái thời chánh pháp thôi nha Nguyễn. Yeah. Tượng pháp và mạt pháp Như Lai không cho dùng. Quỳnh nói một câu như vậy mấy ông đừng có bị dính nha. Quan trọng là mấy ông phải đi ra cái giải thoát. Tự nhiên giờ mấy ông nhào vô trong kẹt vô trong đó, đưa đầu vô trong kẹt chứ không phải ông lôi ra ông tìm hết trơn rồi mà bây giờ đi đưa đầu vô. Mình thấy rõ ràng ha. Dạ. Rồi mình nói luôn cái Như Lai này không có là cái Như Lai gì đó, là những cái sự sống mà chan hòa với nhau ở trong bốn đại và bốn loại nè, thuận theo thời nè. Dạ. Dạ. Tại vì giả bây giờ là trong cái chuyến hành trình đi Campuchia, Nguyễn và đồng sĩ cũng như là các cô và các huynh đệ thì đến đây thì bây giờ là chuyến hành trình đi của mình là dừng lại ở Campuchia. Rồi bắt đầu là bây giờ là Nguyễn cùng huynh đồng sĩ cũng như các huynh đệ sẽ quay về Việt Nam. Rồi sẽ đăng những cái video clip này lên cho tất cả quý vị khán giả cùng xem. Thì đây là cũng là một cái nhân duyên ở nước bạn, nhưng mà cái đó có rất nhiều niềm hoan hỷ cũng như là có rất là nhiều điều mà Nguyễn cũng học hỏi, được chiêm nghiệm ở nơi này. Thì hy vọng là tất cả quý vị khán giả xem clip cũng sẽ nhận được những cái gì mà tâm ý Quỳnh Đồng Sĩ muốn gửi tặng đến tất cả quý vị khán giả. Còn bây giờ thì tuy cũng có một cái vài đôi điều khó khăn, nhưng mà thôi mời Quỳnh Đồng Sĩ có đôi lời trong cái những giây phút cuối mình gửi tặng quý vị đi Quỳnh. Dạ. Dạ nam mô Anh Co Như Lai, dạ nam mô Campuchia Như Lai, cũng như là Chon Chan Nam Campuchia Như Lai. Nhân cái dịp lễ Tết cổ truyền của nước bạn, thì cái lịch trình của anh em mình ở lại nơi sở tại cho đến bây giờ là 2 ngày và 3 đêm. Yeah. Tối nay ở lại thêm một đêm nữa là sáng ngày mai mình mới trở về Việt Nam. Yeah. Thì trong cái chuyến đi không thể nghĩ bàn thì anh em mình cũng có những cái nỗi niềm ở trong đó cũng như có một số những cái nhân viên là mình cũng không thể nghĩ ngợi trong đó được hết anh Nguyễn. Dạ. Dạ, thì Nguyễn nói như đầu clip của cái khúc mà mình chuẩn bị chia tay cả nhà ở nhân viên nước bạn nơi Phật Tích An Co. Dạ. Thì cũng có những cái thế gian tự tại khi anh em mình chia sẻ những cái pháp thoại với cả nhà. Dạ. Thì Huynh cũng nói thiệt với cả nhà luôn. Thì đến những cái di tích Phật Tích mà thời cổ đại như vậy là có được những cái thước phim là rất là vi diệu như hôm nay. Mình cũng không thể nào mình nghĩ bàn được hết anh Nguyễn. Yeah. Và thế gian mình cũng thấy nói rằng nó rất là khó khăn Nguyễn. Yeah. Cũng như là rất là công phu.
và cũng như rất là duyên lành, bởi vì nơi đó là cán bộ cũng như công an và ban quản lý rất là cấm kỵ cái chuyện này. Giống như đây là chuyện của bảo tàng quốc gia đấy mấy. Nhưng mà được cái nơi đây thì người ta không có để bản cấm tuyệt đối. Nó cũng có cái sự là tự do chút đỉnh. Nhưng mà ưu tiên là cho dân Cam, là dân tộc Cam, và ưu tiên cho lữ đoàn có du lịch và có người hướng dẫn viên của dân Cam, dân tộc Cam đây mấy. Rồi bây giờ để qua cửa thành đây là Quynh nói tiếp. Cũng như ở nơi đây giống như bốn cửa thành của Ca Tỳ La Vệ ở bên Ấn Độ vậy đó mấy. Đông Tây Nam Bắc vậy đó. Thì hồi nãy ở trong cái di tích kia cũng có bốn phương và tám hướng như vậy đó. Đó, cũng có cán bộ người ta cũng canh gác vậy. Hai bên Phật tích, Nguyễn Quay Phật tích, hai bên cho đại chúng xem. Đó. Đây là đường vô rồi quý vị. Đường vào cổng thành đó. Toàn là cổ Phật không quý. Mà Nguyễn thấy là Nguyễn ổng mấy ông đó ổng ôm nguyên cái thân của ông dài mà phò thánh đó Nguyễn. Chứ không phải bình thường đâu Nguyễn thấy không? Mà cái thời đó là Bủ Sơn Trì Hương chưa có xuất thế ta bà đó. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay là Nguyễn thấy cái dòng Phật pháp trong đạo đời mà chuyển mà không có rời rạc một mảnh mai bụi trần Nguyễn. Thì thôi trở lại với cái bối cảnh ở trong cuối cái clip mà Quynh phát cái khăn báo để mà cúng dường Như Lai. Cúng dường anh con Như Lai và nơi Phật tích nằm. Thì có hai cán bộ đến và kiểm tra máy quay của Điện Nguyễn. Và cũng như là không cho, cũng như nước bạn nói rằng Buddha, tượng Buddha thì chúng ta tôn kính, tôn nghiêm là không được quay những cái đoạn video mà để mà chia sẻ như những cái anh em mình truyền đến cả nhà đó Nguyễn. Nhưng mà không để bản cấm nha Nguyễn. Nguyễn là tùy duyên đó. Thì cán bộ đưa kêu Đại Nguyễn đưa máy cho cán bộ kiểm tra. Thì Nguyễn và Quynh cũng phải gật đầu chứ đâu có ý kiến gì được Đại Nguyễn. Lúc đó thì Quynh cũng nói rồi, coi như cán bộ đến kiểm tra mấy ngày nay anh em mình đi anh co quay Phật tích thì coi như cũng không nghĩ bàn luôn. Cốc cốc rồi. Coi như là mấy ông cầm mấy ông xó luôn cả nhà. Mấy ông xó ngoài, Nguyễn nói xó thùng rác nữa, Nguyễn lắc đầu rồi. Tại vì Nguyễn đã xó trước rồi thì xong cái mấy anh mới cầm lại là xóa cầm rác nữa quý vị. Xóa cái đó là coi như là mất hết luôn. Nhưng mà không biết cái nhân viên như thế nào đó thì thôi để điều sĩ kể tiếp cho tất cả quý vị. Rồi cái Quynh mới nói với Nguyễn, Quynh nói Nguyễn hồi nãy nhớ trong kinh thành mình đã nói rồi, đến chỗ này là mình không thể nào dùng từ ngữ để nói đụng đậy đến Như Lai rồi. Thấy không ạ? Mình đã biết kính lễ, kính Phật rồi. Thân tâm mình đã kính mười phương rồi. Mà đến ra cổng hay ngồi ở chỗ ông Phật nằm để đắp y cho Phật mà sao mà có cái mấy ông Phật thế gian vậy ta. Mình cũng nghĩ tới đó thôi, mình nói hồi nãy trong đó mình cũng có trình cái lời cái ý của mình rồi Nguyễn. Mà sao vậy thì thôi cũng tùy duyên thôi chứ sao giờ, phải không? Nhưng mà rốt cuộc thì cán bộ cầm lên, cán bộ xóa cái hình mà hình phân tích của ảnh thôi, còn cái cốt mà quay đeo video á thì còn lưu ở trong cái đoạn của video riêng. Cán bộ chưa kịp xóa hết thì ông Nguyễn cũng lanh trí và ông Nguyễn cũng cầm máy lại để nói với cán bộ một vài câu. Thì cán bộ mới cầm bộ đàm lên và kéo anten lên chuẩn bị gọi là police. Thì mình nghĩ là cán bộ chuẩn bị gọi cái tập đoàn của police đến để làm việc. Đồng quan làm việc đó. Có nghĩa là làm việc đến những khách du lịch mà như vậy đó đây Nguyễn. Mà theo Nguyễn nhìn Nguyễn thấy không, nguyên đoàn du lịch trong cái kỳ Tết này chỉ có hai anh em mình. Còn mấy người ta đâu có ai dám làm như vậy Nguyễn. Người ta đi có đoàn, người ta dẫn rồi theo đoàn hướng dẫn là làm, đâu có ai mà làm lùm tung mà giống như quậy anh em mình. Thì mình đang lên cái nhà thấy đi mình quậy từ trong ra ngoài. Còn hơn của nhà mình nữa. Đi vòng. Ai mà chịu nổi. Quậy không nói chuyện trên trời dưới đất nữa. Đó giờ mới rớt xuống đây nữa chứ. Phải như ở đây có công lao gì cũng không nói nữa Nguyễn. Phải không?
Bởi vậy, Quýnh nói hồi giờ Phật Pháp ráng dạy thế sao giờ? Cái lúc nãy mà lúc mà cầm xó trong thùng rác thì nói đợt này con thua rồi Phật ơi. Bởi vậy, Quýnh thấy mày không xó, Quýnh cũng lắc đầu nó rồi, di tích cho Phật tích mình luôn vô máy mà làm tư liệu, thước phim, coi như xong. Mà ngặt một cái tự nhiên cái đi ra tự nhiên Nguyễn cầm máy lại thì trong thùng rác nó vẫn còn cái video đó và ở ngoài cũng còn, nên là Nguyễn cũng rất là mừng. Mà đặc biệt một cái nữa là lúc đó anh em mình có dừng ở chỗ tượng Phật để mà kính lễ cũng như là cúng dường. Thì thật sự là đại cũng cảm thấy là thật sự là hai video clip mà đáng lẽ là nó đã mất nhưng mà nó vẫn còn những cái video clip đó. Đúng rồi. Và đặc biệt chỉ mất những hình ảnh thì nó không có ảnh hưởng gì. Thật sự là cảm nhận là nó thật sự là kìa là có cái điều đó gì rất là tâm linh. Bởi vậy Quýnh nghĩ là mình đã cúng dường Phật mà cái nhân viên như vậy thì Quýnh không có nghĩ bàn được. Rồi rốt cuộc cái nhân viên của cán bộ đến mình cũng không nghĩ bàn, và sau khi nhân viên cán bộ đi thì Như Lai cũng trở về với anh em mình. Cũng còn ý với anh em mình, nói cái chuyện này cũng hay. Mà cái khúc mà cán bộ đến mà chuẩn bị làm việc đó là cái ống kính mình có quay hay có nghe thấy được cái tiếng nói của cán bộ đó không vậy? Chắc một vài tiếng thôi mình. Để luôn. Dạ chắc một vài tiếng. Nếu có thì mình cứ để tự nhiên luôn. Dạ. Thấy không? Quýnh nghĩ vậy đó. Bị lúc đó hình như mấy ảnh đi tới nghe nói cái gì hoặc là cái gì là Quýnh cũng còn đang ngồi nghe nói pháp đó không vậy? Dạ. Chắc là còn một vài tiếng. Thôi thì cái đoạn clip này thì để gắn vô cái đoạn clip mà mình cúng dường Như Lai. Và kể ra cái sự thật cho đồng đạo với đồng bào trong và ngoài nước mình nghe cái chuyến lịch trình của anh em mình đi và thấy những lịch trình của anh em mình đi như vậy. Và tới đây anh em mình còn đi trong cái dòng tộc của ba đời chư Phật cũng như ba đời của Phật rất nhiều nữa. Chứ không phải là ít, nói chung là đi trong Như Lai và Như Lai đi trong Như Lai đó Nguyễn. Và Như Lai đi trong thế gian cũng như thế gian đi trong Như Lai. Rồi thì còn nội dung còn lại thì Quýnh chúc tất cả đồng đạo ba tánh gần xa thì thân tâm thường an lạc và thân tâm thường Như Lai trong ba đời. Rồi nhường lại cho đại Nguyễn có những cái tư liệu quay ra tới cái cửa thành này để mà kết thúc. Thì tiếp nối nhân viên như vậy thì bây giờ Nguyễn quay một chút ngoại cảnh bây giờ bà con anh em mình để đến biến rất là đông quý vị. Thì một lần nữa thì Nguyễn cũng xin chúc tất cả quý vị khán giả cũng như tất cả anh em mình tại Việt Nam xem được cái video clip này thì thật là vui vẻ, hoan hỷ cũng như là xem được những cái di tích tàn tích, những cái hình ảnh mà từ xa xưa tới bây giờ những cái ông bà xưa, mình tạm gọi là ông bà xưa của mình luôn đi Quýnh ơi. Chứ mình gom chung rồi thì sẽ từ đây nè thì Nguyễn cũng quay hai anh em của đồng bào Cam có hỗ trợ cho cái chuyến đi của anh em mình ở đây cũng rất là ý nghĩa và rất là tốt, chứ nếu không có hai người em này mà hỗ trợ trong cái vấn đề ngôn ngữ Nguyễn, giao tiếp hoặc là với đồng bào phong tục ở nơi đây thì mình cũng khó có được cái duyên lành này. Thì cũng cảm ơn gia đình của chú, gia đình của hai em, cũng như gửi lời chúc gia đình chú và hai em cũng như đồng bào tất cả thân tâm thường an lạc và rốt ráo và thường hạnh phúc và thường viên mãn luôn, không rời được hai Nguyễn ha. Thôi em cũng nói vài câu với các bạn ở trên cả nhà cộng đồng. Xin chào xin chào anh em Ba Chư và Siem Reap. Ăn vui quá. Anh em phè luôn ăn vui lắm. Cảm ơn. Cảm ơn hai em rất nhiều ha. Rồi tụi anh chị sẽ còn gặp lại hai em rất nhiều nữa. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Dạ thì đó là cái nhân duyên tình huynh đệ đó quý vị, đi xa rồi phải có anh em huynh đệ. Chứ riêng Nguyễn hay riêng Quýnh đồng sĩ nếu mà không có đủ nhân duyên như vậy thì mình cũng không có hoàn thành được cái chương trình này. Thì thôi cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em huynh đệ trên xe cũng như là tất cả anh em huynh đệ ở Việt Nam cũng như là tất cả anh em huynh đệ ở thế giới đã xem video clip và ủng hộ hai huynh đệ cho đến thời điểm này. Xin chúc tất cả quý vị thật an lạc, thật hoan hỷ và càng ngày càng tinh tấn cái con đường Phật pháp chân thật. Nam mô A Di Đà Phật. Đó bây giờ thì đông như vậy đó quý vị.